Hello, welcome back to another chat talk กันดี Yeah Chưa có nhân vật mới mình cũng chưa thành người mới. Đã xài mấy nhân vật cũ rồi. Không có nhiều cơ hội cho mà cô nàng nãy cô thể hiện. Nãy cô va vào kia rồi. Con nhân vật này như lại khác cái nhân vật mèo Thom trong trò Minecraft không? Một dạng 2D, một dạng 3D thế mà người ta cũng làm được. Mình lên YouTube và thấy có một loạt series phim về những nhân vật này. Mày chúng ta đang chơi khoảng 12 phút về những chú mèo nhá. Không thể nào mà đợi được cái pha đó. Chúng ta sang Tom Friend. Cho mấy nhân vật đang trồng rau. Ồ, cái cây này có cái gì đâu mà cắt nhiệt tiền mãi. Trồng ginger này. Rồi bắt đầu thu hoạch đây. Sao cái nước này lại xanh thế này nhỉ? Như kiểu nước bẩn mà. Đây 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 đây. Đặt vào đây. Chờ cho trò nhầm nhầm nước. Đây. Còn đây là màn giật dây. Lên giật dây. Đây có một cái món quà bí mật nó xuất hiện trong này. Ồ, không, không. Ai sẽ là người may mắn nữa? Ai sẽ là người may mắn bốc được cái món quà này đây? Oh, quà kiwi! Thế là ổn rồi đấy. Chúng ta chơi chơi trò My Talking Hành Bò.
Ta được khóa được cái nhân vật này bao giờ đấy. Vừa khóa thêm. Ô nhân vật nào đây? Hổ. Mở cái nữa xem nào. Không phải. Đây là chỉ là mình giải cứu những cái hoàn đảo ấy thôi. Pin pin. Trời ơi. Thòm bắn đi. Đồ hoa của viên này là khá là xuất sắc. Vừa đẹp. Cái con mèo này nó ném cái đít. Con mèo này nó cái gì đấy? Thật khó thì cũng là bắn trúng. Đại pháo. Quả lực của chúng ta mạnh cực. Bắt đầu sang một ván game khác. Sang raccoon vào. Ồ, raccoon gì đây? Chúng ta đã có một vài biến hình rồi. Biến hình đẳng cấp quốc tế luôn. Ngon.
chúng ta sẽ chơi game Tom Seki. Hành hành, chúng ta có hành. Đó, chỗ nào đây? Khu đất này được. Đây. Xây nhà đi. Chả thấy hành đâu cả. Chỗ này bị màn hình nó che rồi. Vượt lên nào. Yeah, chúng ta chơi My Tom. My Tom. Lại trông khốn khổ thế này. Quái không thiền. Mình ta đang không tiền vàng cho game hơi chú mèo này. Chú đoán quá. Hết cái được chơi. Cho mèo ngủ rồi. Thế yeah, chúng ta sẽ chơi luôn. Nhưng màn hình của cái con máy tính bảng nó sử dụng không béo, không rộng lớn cả. Chúng ta có thể nhìn thấy nó không to hơn khi mình đang sử dụng một con iPad. À, rất tiếc. Đấy, mình đang cầm một cái máy tính bảng Android. Sao? Goodbye you again.